Chào mừng quý vị và bà con nông dân đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Xin Anh Ta Và Tôi. Chị sinh năm 1989, là con trong một gia đình nông dân vốn gặp nhiều khó khăn ở ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Gia đình có 4 chị em, cha mẹ chỉ canh tác được hơn 1 hectare lúa, mỗi năm 2 vụ, việc ăn học của mấy chị em tương đối vất vả. Tuổi thơ cơ cực ấy đã hun đúc trong chị một nghị lực vươn lên mạnh mẽ. 12 năm liền là học sinh giỏi nhất nhì của lớp, giải ba cấp tỉnh môn sinh học, học bổng các năm đại học, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ ngành bảo vệ thực vật loại xuất sắc. Những thành tích ấy trong học tập đã giúp chị được nhận vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam, công ty danh tiếng nhất nhì trong lĩnh vực bảo vệ thực vật khi còn chưa tốt nghiệp. Nhân vật này cũng chính là người phụ trách chính trong chương trình truyền hình trực tiếp Syngenta Và Tôi hiện nay. Thưa quý vị, chương trình Con Nhà Nông ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt. Sinh ra và lớn lên ở An Giang, tuy nhiên khi đi làm thì lại rất là thân thiết và gắn bó với bà con nông dân ở tỉnh Long An. Nhiều năm qua đã giúp cho bà con nông dân của chúng ta có thể bảo vệ được mùa màng của mình. Và ngày hôm nay nhân vật của chương trình chúng ta không ai khác hơn, đó chính là chị Võ Thị Kim Thư, nhân viên của công ty Syngenta Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Thư với tư cách là con nhà nông. Chị sẽ chia sẻ với chúng ta những điều mà chị đã trải qua từ thời ấu thơ cho đến tận bây giờ. Chị Thư này, đầu tiên thì xin chị chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của mình và đâu là cái động lực để mà chị học tập và có được những cái thành công như thế này ạ? Thì gia đình của mình đó là xuất phát từ là một người nông dân, ba mẹ mình cũng chỉ là nông dân thôi. Và ba mẹ mình thì học rất là ít. Thì trong gia đình thì có 4 chị em. Và nhưng mà ba mẹ của mình sinh ra là một người nông dân. Thì lúc khi mà lập nghiệp á, thì ba mẹ cũng không có nhiều ruộng, không có được nhận từ nhiều từ gia đình. Từ chỗ ông bà, do đó ba mẹ chủ yếu là tự lập nghiệp mà ra. Thì quan điểm sống của ba mẹ mình á, là tuổi thơ rất là vất vả và cơ cực. Đồng thời á, là không có được ăn học nhiều. Nên cái mong muốn của ba và mẹ muốn cho con của mình có được một cái nghề và dốc hết tâm sức để lo cho con mình ăn học thành tài nên người. Thời thơ ấu của chị á, chị đã trải qua như thế nào, với những cái khó khăn vất vả ra sao, chị có thể kể cho khán giả nghe và các bạn lấy đó làm cái động lực để vươn lên trong học tập ạ? Thực ra thì khi mà mình còn nhỏ tới lớn á, thì mình phụ ba mẹ cũng như mình làm rất là nhiều việc. Ví dụ như là khi mình còn nhỏ xíu á, thì ba mẹ mình làm thả cá dưới sông á, bắt cá. Do đó là mình cũng thường hay được mẹ phân nhiệm vụ với các chị luân phiên với nhau là đi bán cá với nhau ở trong xóm á. Và khi lớn tí xíu thì khoảng chưa lớp 5, lớp 6 thì mình cũng có khi nghỉ hè đó thì mình cũng đi cổng gạch thuê. Rồi mình cũng có làm đi bán rau nhút. Mình nhớ lại nó cũng là một cái phần kỷ niệm mà giúp cho mình nhớ công ơn của ba mẹ mình nhiều hơn. Qua cái lời kể của chị thì em cảm nhận được cái tình cảm của chị đối với ba mẹ chị, và cũng cảm nhận được cái tình cảm của ba mẹ chị đối với lại các chị em trong nhà mình. Có một điều em thắc mắc là tại sao mà khi mình đi học đại học á, mình có cái cơ hội như vậy thì mình sao mình không học một cái nghề khác để mình làm được cái gì đó nó sung sướng hơn, mà mình lại tiếp tục cái con đường là mình học xong rồi mình lại về làm nông nghiệp, mà đặc biệt là lại chọn Long An làm cái nơi lập nghiệp của mình. Khi mà mình quyết định mình học cái ngành này thì mình cảm nhận được là ba của mình rất là thích, rất là thích và luôn tự hào về đứa con của mình là có một đứa con học về nông nghiệp. Thì tại vì mình là một người, ba mình là một người nông dân và mấy chục năm gắn bó với ruộng đồng. Do đó là khi có một cái con nông nghiệp thì cái độ mà cảm thông á, cũng nhiều hơn.
Thì mình cảm thấy rất là vui khi mà mình được làm trong nông nghiệp, đặc biệt là ngành bảo vệ thực vật. Những cái vất vả thì mình nghĩ đến ba của mình cũng là một người nông dân, và mình cũng đang làm với những anh, những chú nông dân. Thì mình lấy đó làm động lực và mình xem họ như là cha của mình. Thì mình sẽ có thể tiếp thêm động lực để mình phấn đấu, mình làm trong công việc của mình. Ngày hôm nay thì tuy không có gặp được ba mẹ chị, nhưng mà em tin rằng khi mà ba mẹ chị xem chương trình Con Nhà Nông này thì sẽ rất là tự hào về người con gái mà họ luôn luôn dành nhiều cái sự đầu tư. Và quý vị khán giả cũng như là các bạn trẻ qua chương trình này thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn để mình luôn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Mình không chọn được cái hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng mà mình hoàn toàn có thể chọn được cái cách mà mình sống. Chương trình Con Nhà Nông kỳ này đến đây là hết. Xin được cảm ơn quý vị và bà con nông dân cũng như các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.